Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường nông sản của kênh Nông nghiệp Thông Thái sáng ngày 28 tháng 10 năm 2021. Trước khi chúng ta bắt đầu những nội dung chính của trong chương trình ngày hôm nay thì mình mong toàn thể quý vị và các bạn hãy ấn vào đăng ký kênh, hãy ấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất nhé mà mình đăng hàng ngày luôn để phục vụ quý bà con nhé. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Như các bạn đã biết, cái mặt hàng hot nhất hiện nay đó là rau xanh. Đấy. Thì những rau xanh đã tăng giá và duy trì ở cái mức giá cao kỷ lục này ở trong vòng nhiều ngày qua. Đấy. Thì như các bạn đã biết, cái rau xanh mà đắt nhất bây giờ được ghi nhận tại cái thị trường miền Bắc đó là, như các bạn đã biết, là một số các loại rau thuộc họ cải, cái rau ăn lá, hoặc là bắp cải, hoặc là cái rau cải bẹ, cải ngọt các kiểu. Đấy. Thì nó dao động cỡ khoảng 40.000 đồng 1 kg. Thì giá thông thường của những ngày trước khi mà nó tăng ấy, thì nó có rơi dao động cỡ khoảng từ 20 đến 25.000 đồng, đấy là đã ở mức cao rồi đấy. Đấy. Còn trung bình nữa thì có thể là rơi vào từ 15.000 đến 20.000. Đấy. Thì như các bạn đã biết, cái loại rau mà đắt nhất hiện nay không phải là rau, các loại rau họ cải đâu, mà chính là rau thì là và rau mùi. Như bạn các bạn đã biết nhé, là người ta bán 6.000 đồng, 5.000 đồng một mớ rau. Rau thì là như vậy, là các bạn mình đã cân thử rồi nhé, các bạn phải cần 200 cái mớ đấy, 200 cái mớ đấy thì mới được 1 kg. Do vậy là nó sẽ rơi vào tầm cỡ khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 1 kg mùi rau mùi. Giá ở thời điểm hiện tại nhé, ngày 28 tháng 10 năm 2021, các bạn có thể feedback cho mình cái giá tại các cái khu vực các bạn sống nhé. Đấy. Theo ghi nhận của mình tại một số tỉnh, như là ở các tỉnh nhé, chưa nói đến Hà Nội, ở Thái Nguyên, ở Hưng Yên, ở Hà Nam, đấy, thì giá rau mùi, đấy, rau mùi hoặc là rau thịt thì này thì đều ở cái mức giá cao, cực kỳ cao. Trước kia chúng ta chỉ mua 1.000 đồng, nhưng bây giờ đã tăng lên 6 lần, đấy, do vậy là tăng đến 600%, rất là kinh khủng đúng không? Đấy. Còn như các bạn biết là các loại bắp cải, su hào thì ở thời điểm hiện tại đang là đầu mùa của miền Bắc, đầu mùa thu hoạch, đấy, cho cái vụ sớm, thì giá bắp cải đang bán đến tay người tiêu dùng đang ở cái mức 25.000 đến 27.000 đồng 1 kg. Tại các thị trường này, như ở Hà Nội có thể lên đến 30.000, 35.000 đồng 1 kg. Do vậy là gì? Do vậy là giá rau ở mức cực kỳ cao. Đấy. Mình điểm qua một số loại rau chính nhé. Đấy. Còn một số loại các loại củ thì thường giá nó ổn định hơn một chút. Đấy. Như các bạn biết là rau xanh đợt vừa rồi, là nguyên nhân chính là tại sao giá rau xanh nó tăng, là thứ nhất là do cái điều kiện tự nhiên nó không ủng hộ, mưa rất là nhiều, mưa cực kỳ lớn, do vậy là bà con chúng ta ở ngoài miền Bắc là đa phần là sản xuất rau là ở ngoài đồng, do vậy là bị rau đa phần là thậm chí là bị chết hết, hoặc là bị ngập thì cũng đã bị thối, hoặc là bị rất là chậm lớn. Đấy là cái nguyên nhân chính. Đấy, cái nguyên nhân chính cho cái việc mà rau tăng giá ở cái thời điểm hiện tại. Đấy, chứ không phải do lạm phát, không phải do giá xăng dầu tăng mà giá rau tăng nhé. Đấy, xin lưu ý với các bạn một điều như vậy. Thì đấy là cái vừa rồi là mình đã chỉ ra này, cái giá cả này, cái nguyên nhân của vấn đề này. Bây giờ cái nhận định xu thế nhé, nhận định xu thế của giá rau xanh trong cái tháng cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2021. Như các bạn đã biết thì thời điểm hiện tại ở ngoài Bắc, điều kiện thời tiết là đã thuận lợi hơn rất là nhiều. Đấy, gọi là mưa thuận gió hòa. Đấy. Các bạn thấy là cái khung nhiệt độ là bây giờ nó đang dao động cỡ khoảng rất là mát rồi đấy, nó cỡ khoảng từ 18 cho đến 25 độ C. Đấy. Rau này thì cái nhiệt độ này thì rau sinh trưởng rất là tốt. Do vậy là mình nghĩ các loại rau ăn lá có thời gian sinh trưởng từ khoảng độ 2 năm đến 30 năm ngày. Do vậy là nó rất là ngắn. Đấy, cái việc mà giá rau xanh theo mình nhận định là nó sẽ ổn định và nó đi xuống và đúng cái giá trị thật của nó. Trong cái thời gian tiếp theo. Đấy, còn một số các loại củ quả thì đặc biệt là quả cà chua, các bạn thấy là ở miền Bắc thời điểm hiện tại đang bắt đầu bước vào thu hoạch cái vụ cà chua, bắt đầu cho sớm vụ và cái thời điểm trung vụ. Đấy, thì các bạn thấy là cà chua năm nay thì thực ra là bây giờ trên thị trường đa phần là cà Trung Quốc. Mình nhìn thấy trên thị phần đa phần là cà Trung Quốc. Đấy, còn cà của Việt Nam rất là ít. Nguyên nhân chính là do năm nay là cũng như là rau xanh là do mưa rất là nhiều, và thứ hai là điều kiện năm nay nó khắc nghiệt hơn. Đấy. Nhiều nông dân trồng cà chua ở nhiều vùng đã bị thất thu. Đấy. Thất thu và thậm chí là họ đã xóa sổ hoàn toàn. Do vậy là cái diện tích cà chua năm nay không những nó giảm
nó giảm là do các bạn biết là cái người ta nhận định chung về cái thị trường ấy, tình hình là nó kém. Đấy là nông dân năm nay cũng hạn chế xuống giống này. Thứ hai là do một số vùng trồng cà chua chính đã bị chết, gần như xóa sổ. Đấy, như vậy như ở Hải Phòng, ở Nam Định, ở Vĩnh Phúc. Đấy. Thì giá cà chua theo mình nhận định ở thời điểm hiện tại nó ở mức 20 đến 25 nghìn đồng là phản ánh đúng. Đấy, cái thực tế. Đấy, giá bán lên tay người tiêu dùng ấy. Nhưng mà theo cái thời gian, theo mình cái thời gian tới thì là giá cà chua ít có khả năng đi xuống, mà thậm chí mình cũng nghĩ nó sẽ duy trì ở mức giá cao này trong vòng nhiều tháng nữa. Đấy, theo như vậy là gì? Là chúng ta là cũng có một số cái tín hiệu vui, ví dụ như rau xanh thì cũng có khả năng đi xuống, cà chua thì theo mình nhận định nó sẽ có khả năng đi ngang và duy trì ở cái mức giá cao này. Đấy. Cà chua và một số loại rau củ quả nhé. Đấy, một số loại rau củ quả thì nó sẽ duy trì ở mức cao. Còn một số cái loại mặt hàng nữa bây giờ nó đang cũng rất cực kỳ nóng, sau khi mà bà con nhận được cái tin là giá lợn hơi ở thị trường ngoài Bắc sau khi nó đã đi xuống đến mức 28 đến 30 nghìn đồng một kg. Cái nội dung thứ ba mà mình muốn truyền tải với các bạn ấy, sau khi nó đã đi xuống đến 20 đến 30 nghìn đồng một kg thì bỗng nhiên 2 đến 3 ngày trở lại đây giá lại đi lên. Đấy, nhưng mà trước ngày 27 nhé, từ có khoảng từ ngày 24 đến ngày 27 là giá lợn hơi nó lại đi lên, bỗng nhiên lại đi lên một cách kinh khủng, thậm chí nó đã tăng đến tăng 100%. Tăng 100% là như này, giá lợn hơi đi xuống đến 30.000, thậm chí đến giá ghi nhận tại tại một số tỉnh như vào ngày 27 đã ghi nhận ở ngày 26 thì đã ghi nhận ở cái mức giá là tầm 55 đến 58.000 đồng một kg lợn hơi. Thế nhưng mà đến ngày 27 là nó đã xuống đâm, nó đã cắm đầu quay lại là phi gọi là làm cho nông dân chết đứng, bởi vì nó hiện tại bây giờ nó đã xuống đến mức 40.000, thậm chí là đang theo nhận định của rất nhiều người là nó sẽ quay trở lại với cái giá, nó sẽ cắm đầu quay xuống. Đấy, còn xuống bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào thị trường, cái này là mình cũng không thể nói trước được, nhưng mà khả năng cao là giá lợn hơi còn tiếp tục phi xuống. Thế thì cái nguyên nhân nào làm cho cái việc là giá lợn hơi đang từ 30.000 mà lại tăng lên đến 60.000? Thì theo nhận định của rất nhiều người thì là cái việc này là do là họ sẽ tạo ra những cái cơn sốt ảo, đúng không? Họ tạo ra cái cơn sốt ảo trong vòng ngắn ngày, trong vòng 3 ngày thì là nông dân cảm thấy là tín hiệu thị trường đã tốt trở lại rồi, thì bắt đầu là người ta sẽ mua lợn con giống, đúng không? Mua lợn con giống thì là thôi, thế thì là các cái trại lợn mà bán lợn con ấy là bắt đầu họ mới xả hết lợn con ra, đúng không? Như vậy là gì? Đấy là một cái nguyên nhân sâu xa. Đấy là một cái gọi là cái thuyết âm mưu, theo cái thuyết âm mưu thế nào như vậy. Thì tất nhiên là giá lợn ở các vùng khác nhau là nó khác nhau. Đấy, các bạn biết ở trong miền Nam và trong miền Bắc và miền Trung là nó khác nhau, nhưng mà theo cái xu thế chung là giá lợn hơi lại tiếp tục quay đầu. Đấy, thì một cái tin rất là xấu đối với bà con nông dân, nhưng mà lại tốt với người tiêu dùng. Đấy, thì xấu với người này nhưng lại tốt với người kia. Thế nhưng mà tôi thì tôi cũng chả biết là các bạn sống đang phải mua cái giá lợn hơi là giá lợn ra chợ các bạn mua bao nhiêu, nhưng mà cái vùng mà tôi đang sống ở trên khu vực thành phố Thái Nguyên thì là chúng tôi đi mua thì giá lợn là ra mua một cân thịt lợn vẫn ở cái mức là 80.000 đến 90.000 đồng một kg lợn mọc mua về, thậm chí là có loại 100.000. đấy,